Xin kính chào các bạn yêu văn hóa đọc. Mình xin tự giới thiệu, mình là Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 25 tháng 5 năm 1975. Công việc hiện tại của mình là một giáo viên tiểu học. Dưới đây, mình xin chia sẻ về hành trình chuyển hóa bản thân sau khi tham gia các khóa học của Trí Tuệ Việt Nam. Từ ngày vào văn hóa, đọc được nhiều sách hơn, lòng cứ thấy mừng rơn bởi có học có hơn. Hơn ngày xưa nhiều lắm, suốt ngày chỉ có ngắm chỗ nào có nhiều tiền, rồi lao đến như điên, mong đổi đời thành tiên. Và cứ thế liên miên, mang theo những buồn phiền, vì cuộc sống gạo tiền khiến trí tâm không tiến. Rồi một ngày tránh kiến, đủ duyên liền hiện diện, nghĩ xong tay mình tiện, nhấn link đăng ký liền. Thế là những muộn phiền liên tiếp được giải tỏa, và rồi những kết quả nối tiếp nhau kéo về. Từ đó là mình mê kiến tạo văn hóa đọc. Bà con mình chịu học, kiểu gì cũng sẽ phê. Nhìn mọi điều không chê, đấy là tâm hoan hỷ, lại càng thêm nguyện ý phụng sự nhiều khóa hơn. Lòng mình xin biết ơn hành trình văn hóa đọc. Các bạn ạ, mỗi một cuốn sách hay chính là người thầy tốt của chúng ta. Người đọc sách đúng thì không bao giờ là mọt sách, vì mục đích đọc sách của họ là hướng đến sự chuyển hóa cuộc sống, chứ không phải chỉ nằm trên trang giấy. Trong môi trường Tam Bảo, thầy Hiền Chí, tủ sách Tinh Hoa và nhóm bạn tốt, tôi nghĩ rằng và tôi tin rằng sự chuyển hóa của tôi sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Cảm ơn sự theo dõi và chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại ở những hành trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.